Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở cái con hẻm là 95 của đường chiến lược thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Thì vị trí con đường trước nhà của mình đó là đường này là đường rộng 6m nha cô chú anh chị. Đường rộng 6m ha. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu ha, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Hiện tại đang có nhà, ngôi nhà đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha cô chú anh chị. Và nhà mình là hẻm thông, thông từ cái con hẻm 95 của đường chiến lược và nhà mình sẽ thông ra con hẻm 482 của đường tỉnh lộ 10 nha. Cái vị trí bên này là hẻm thông nè cô chú anh chị. Đó, cái hướng này là hướng thông ha. Này mình sẽ đi thông ra bên đường tỉnh lộ 10 ha, hướng ra bên chợ cây da xà ở đường số 6 nha cô chú anh chị. Đối diện của đường của cái hẻm 482 á là nó có một cái đường, đó là đường ngay chỗ chợ cây da xà luôn. Nhà mình thì gần ngay chỗ chợ cây da xà ha. Còn cái vị trí này á, là mình sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường của đường chiến lược nha cô chú anh chị. Ở đây á, thì mình sẽ đi ra đó, đó là mình sẽ đi ra bên khu quận 6 nè, giáp ranh với là quận 6, hướng về bên chợ Bình Trị Đông mới ha và chợ Bình Trị Đông cũ. Còn cái đường tỉnh lộ 10 này á thì mình sẽ đi về bên hướng bên đó là mình sẽ đi thông ra bên ngay chỗ chợ Bà Hôm, ngay chỗ cái đường Bà Hôm nha cô chú anh chị, ra ngay chỗ quận 6 luôn và giáp ranh với lại khu tên lửa ha. Thì ngôi nhà hiện tại chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 790 triệu. Và 790 triệu này, giá này thì chủ chỉ có bất lọc cho cô chú anh chị mình thôi ha. Thì giờ cùng mời cô chú anh chị mình tham quan toàn bộ bên trong ngôi nhà này cùng với Nguyễn Hoàng nha. Cái hướng này á, là cô chú anh chị mình sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường của đường tỉnh lộ 10 nha. Và vị trí con hẻm này là hẻm 482 của đường tỉnh lộ 10 nha cô chú anh chị. Ở căn nhà này là 482/20 nè. Ở đây nè, ngay cho vị trí này luôn nè, 482/20 ha. Hướng này thì mình đi ra vị trí mặt tiền đường của đường tỉnh lộ 10. Ở đây là hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Ở ra ngay chỗ chợ cây da xà luôn, nhà gần ngay chỗ chợ cây da xà luôn cô chú anh chị ơi. Giáp ranh với lại khu tên lửa và giáp ranh với lại khu quận 6 nha. Ra chợ Bờ Hôm nó cũng khá là gần, ra vòng xoay Phú Lâm nó cũng gần cô chú anh chị. Rồi mình ra ngay chỗ ngã tư giữa đường Bà Hôm giao với lại An Dương Vương hoặc với lại tỉnh lộ 10 thì cũng gần ha. Thì cái vị trí ngôi nhà của mình đó là mình sẽ hướng đi về hướng này. Ở tới đó của chú anh chị mình rẽ tay phải nha, là mình sẽ đi tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Hiện tại ngôi nhà đang có hướng chánh là thuộc hướng đông ha. Nhà thì đường trước nhà là đường rộng 6m ha. Ở đây thì cô chú anh chị mình có thể kinh doanh buôn bán nhỏ được nha. Chẳng hạn ở đây thì hiện tại đang kinh doanh như chẳng hạn như là vựa gạo nè, ở ngay cái chỗ đại lý gạo nè, rồi quán cà phê nè ha, rồi có ở bên này có cái tiệm hớt tóc nữa, ở tiệm hớt tóc nó nằm ở bên tay tay phải này nè cô chú anh chị. Còn cái hướng này là mình sẽ đi thông ra hẻm 103 hướng này ha, mình đi thông ra hẻm 103 của đường chiến lược nha. Đó, hướng này đi thông ra một hẻm 103 đường chiến lược nè. Nói chung là nhà mình là nhà hẻm xa hơi ha, hẻm nhà mình là đường rộng 6m nha cô chú anh chị, vị trí có thể kinh doanh buôn bán được. Nhà thuộc một sẹt của đường chiến lược thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Ở hướng này mình đi ra vị trí mặt tiền đường của đường chiến lược ha. Đường này thì nó rộng 6m, ở đây thì kinh doanh buôn bán được nha. Ở đây kinh doanh buôn bán được. Nhà kết cấu một trệt hai lầu ha. Ở căn nhà mình kết cấu một trệt hai lầu. Ở cái căn nhà này ha, căn nhà này nè, một trệt nè, hai lầu ở bên trên nè. Cái hướng này là mình sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường của đường chiến lược nè. Hướng này, vị trí này hẻm xe hơi ha, hẻm này nó rộng 6m luôn. Ở nhà mình hiện tại đang có địa chỉ là 95/76 của đường chiến lược thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Kế bên là hẻm 95/74 nè, nhà mình là 95/76 nha. Nhà thì có kết cấu một trệt hai lầu ha, có khu vực ban công ở bên ngoài nè, ban công lầu 1, ban công lầu 2. Ở bên trên thì có cái mái tôn nè cô chú anh chị. Và nhà này thì chủ sẽ tặng toàn bộ nội thất cho cô chú anh chị mình, chẳng hạn như là một cái máy lạnh nè. Và những cái nội thất kèm theo ở bên trong nhà, tí nữa Nguyễn Hoàng sẽ quay toàn bộ bên trong ngôi nhà cho cô chú anh chị mình. Thì những cái nội thất đó là sẽ để lại cho cô chú anh chị mình hết ha. Ở mặt tiền của ngôi nhà đây, hiện tại thì ngôi nhà này chủ đang làm là hai lớp cửa. Đó là một lớp cửa sắt có lá ở bên ngoài và một lớp cửa nhôm sinh pha hai cánh ở bên trong ha. Đó, thì cái thềm nhà của mình đây, cái thềm này ha, chủ có làm cái lài để mình lên xe nè, cái lài bê tông để mình lên xe nè ha. Đó, mình lên xe nó cũng thoải mái, vô bên đó mình để khoảng được ba chiếc xe nha. Nhà mình để khoảng được 3 chiếc xe. Đó, thì hướng này á, là mình sẽ ra hẻm 482 đường tỉnh lộ 10, đối diện của hẻm 482 đó là chợ cây da xà ha.
nhà gần ngay chỗ chợ cây Gia Xà. Từ đây ra ngã tư giữa đường Bà Hôm và đường An Dương Vương thì mất khoảng cỡ chừng là 3 phút đi xe thôi. Còn ở đây á, mình ra ngã tư giữa Tân Hòa Đông với lại Phan Anh thì mất khoảng cỡ chừng là 6 phút đi xe ha. Nói chung là rất là gần nha cô chú anh chị. Đường này là đường rộng 6m nha. Vị trí đường này là đường rộng 6m. Ở đây là đường rộng 6m nè. Nhà một trệt, hai lầu. Hiện tại đang có hướng tránh là thuộc hướng đông. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Giúp cho chủ nhà bán được nhà, cũng giúp cho người mua mua được cái căn nhà ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú anh chị. Ở nhà một trệt nè, một trệt hai lầu nè, hai phòng ngủ ở bên trên. Nhà này có thể làm được tổng cộng là 4 phòng ngủ. Ở mình chia nhỏ ra mình có thể làm tổng cộng được 4 phòng ngủ nha. Và có một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt nha. Bề ngang của ngôi nhà là 2m1. Ở đây đó là 2m1 nè. Chiều dài vô trong là 5m và bên trong đó nở hậu ra là gần 3m rưỡi nha cô chú anh chị. Nhà ngang 2m1, chiều dài 5m, nở hậu L ra gần 3m rưỡi cô chú anh chị ha. Ở nhà kết cấu một trệt hai lầu ở bên trên. Hai lớp cửa, ở một lớp này lớp cửa kéo lùa nè, lớp cửa sắt kéo lùa nè. Nói chung là vẫn còn xài tốt nha cô chú anh chị. Và một lớp cửa nhôm sinh pha hai cánh nè. Ở bên dưới thì chủ có chêm cái đệm này luôn để cho không có dán bò vào ha. Nhà mình là điện nước của nhà nước nha. Điện nước là nhà nước nha cô chú anh chị. Đồng hồ điện của ngôi nhà mình đã nằm ở đây. Đồng hồ nước của ngôi nhà mình thì nó nằm ở bên này ha. Nói chung là nhà mình là điện nước của nhà nước. Ở đồng hồ điện, ở đồng hồ điện, đồng hồ nước đồ đầy đủ hết ha. Có điều là cái ngôi nhà mình là không có sổ hồng riêng thôi. Chứ ngôi nhà mình mà có sổ hồng riêng nữa thì không có cái giá này nha cô chú anh chị. Thì hiện tại thì pháp lý của ngôi nhà mình đó là giấy tay mua bán là mình lập vi bằng ha. Nhà mình có số nhà quận nha cô chú anh chị, có số nhà quận, giấy tay mua bán lập vi bằng, ra văn phòng công chứng thường phát lại lập vi bằng. Thì thường là sẽ lập vi bằng ở ngay chỗ cái văn phòng công chứng ở 759 của đường tỉnh Lộ 10 cô chú anh chị. Từ đây cô chú anh chị mình rẽ phải nè, hướng này nè, mình đi thẳng ra, mình ra cái hẻm 482, mình rẽ phải là mình đi tới cái địa chỉ là 759 của đường tỉnh Lộ 10. Là mình ở đó sẽ có một cái văn phòng công chứng thừa phát lại ha. Ở cái văn phòng công chứng đó là chuyên về thừa phát lại luôn cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, có thể liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Và nhớ đăng ký kênh, bật chung thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất cô chú anh chị ha. Nhà thì chủ tặng toàn bộ nội thất, chẳng hạn như quạt treo tường nè. Ở khu vực ở đây thì sẽ có bếp của ngôi nhà mình nè. Đó, kệ tủ bếp an tường nha cô chú anh chị. Tủ bếp này là tủ bếp xịn nha cô chú anh chị. Đó, hệ thống tủ bếp là tủ bếp xịn nha. Thì tủ bếp này chủ sẽ để lại cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, tủ bếp này cô chú anh chị mình thấy không? Phải nói là tủ bếp này là tủ bếp xịn nha chú cô chú anh chị. Bằng ở bên trong là bằng inox nha. Ở bên trong này nè. Bên trong này là bằng inox nè. Những cái tấm inox, nói chung là hệ thống tủ bếp này là tuyệt vời. Ở đây có mấy cái kệ nè, rồi có móc treo nè, rồi bề mặt này bằng đá nè. Bằng kính này là kính cường lực cô chú anh chị ha, kính cường lực màu. Đó, cái kính cường lực màu ở đây. Còn xung quanh khu vực ở đây á, là hiện tại là chủ đang ốp lên. Rất là đẹp. Đó, ốp lên nè, đường chỉ về vàng nè, ở xung quanh hết ha. Bên này chủ có làm cái móc treo đồ nè, móc treo đồ ở bên này. Bên tay phải này cũng vậy luôn, ở hai cái móc treo đồ. Cô chú anh chị mình có nón bảo hiểm hoặc là chìa khóa xe đồ á, mình có thể treo ở hai cái này ha. Còn bên trên đó là hệ thống đèn led âm nha. Ở bên trên hệ thống đèn led âm nha cô chú anh chị. Khu vực bên trên nè. Rồi cùng mời cô chú anh chị mình tham quan lại khu vực này một lần nữa nha. Và đâu sau đó thì Nguyễn Hoàng sẽ đi lên lầu 1 để review ở bên trên cho cô chú anh chị mình xem nha. Ở bên này thì chủ có treo cái bức tranh nè. Bên trên có đèn mắt ếch luôn cô chú chị. Ở bức tranh ha, ba cái bức tranh phong cảnh rất là đẹp. Khu vực này sẽ thiết kế cho cô chú chị mình để máy giặt nha. Đường ống cấp, đường ống xả để mình đi máy giặt ở đây nè. Tại vì đợt trước là chủ ở là chủ đã đi cái máy giặt sẵn rồi. Ở đây ha, bồn này là bồn lavabo. Lavabo nha cô chú chị. Bồn lavabo có vòi nước ha.
Rồi bên trong này sẽ là khu vực toilet của ngôi nhà mình. Toilet thì sẽ có bồn cầu. Rồi vòi sen tắm. Máy nước nóng lạnh là máy nước nóng là chủ để lại luôn ha. Tặng toàn bộ nội thất cho cô chú anh chị mình nha. Ngũ Hoàng xin nhắc lại là tặng toàn bộ nội thất ha. Gạch thì ốp cao ráo nè, ốp lên là tổng cộng là 6 viên gạch nè, đụng lên tới bên trên luôn. Bên này là gương soi của ngôi nhà mình. Bên kia là kệ. Bên này là máng treo đồ. Và bên này là móc nè cô chú anh chị. Cửa này là cửa nham sinh pha. Bồn cầu đã đúc nguyên khối. Đó, tặng cho cô chú anh chị mình là máy nước nóng luôn. Đó, máy nước nóng ở đây luôn, tặng luôn ha. Ở khu vực này mình để được 2 đến 3 chiếc xe, 2 đến 3 chiếc xe ở khu vực ở đây. Ở đây có cái kệ nè. Cái kệ này chắc là để ở kệ để đồ nè. Ở kệ để đồ ở đây nè cô chú anh chị. Này muốn gập xuống thì đó, mình gập xuống ha. Nói chung là mình lấy cái nó có cái khớp á, mình chỉ cần lấy cái khớp ra thôi là nó gập xuống rồi. Bên này là cầu thang, là hiện tại đang sử dụng là cầu thang bằng sắt nha, bề mặt đi bằng sắt luôn. Nói chung là rất là nhẹ, cầu thang này đi lên rất là nhẹ nha cô chú chị. Ở trên này có đồng hồ nè, đồng hồ treo tường nè. Ở đây hệ thống tủ nè. Ở tủ này xịn đó cô chú anh chị. Tủ này của An Cường ha. Này là bằng kính nha. Kính nè, cái này kính luôn nè. Bên này là cái trang thờ nè. Thờ ông Táo nè, chỗ thờ ông Táo nè cô chú anh chị. Khu vực này thì khu vực bếp của ngôi nhà mình. Bếp ở đây. Ở cầu thang ở bên này cô chú anh chị ha, cầu thang để mình lên bên trên nè. Ở khu vực cầu thang để mình lên bên trên. Đó. Đặc biệt á, cái ngôi nhà này á, hiện tại cái lầu 2 là chủ đang đóng cái phòng kính luôn cô chú anh chị ha. Đó là ngăn vách nhôm sẵn rồi cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Thì về cô chú anh chị mình chỉ có sử dụng thôi. Đó, ngăn vách nhôm rồi, nhưng mà cái lầu 1 này là hiện tại là chưa có ngăn vách nhôm nha. Thì lầu 1 này cô chú anh chị mình về mình muốn ngăn vách nhôm thì mình ngăn ha. Ở đây là chủ ốp hết nè. Ốp hết, ốp lên rất là đẹp luôn, xung quanh ốp lên tầm 1m2. Tầm 1m2 ốp xung quanh hết. Phải nói là đường chỉ viền đồ vàng đồ rất là đẹp nha. Ở đây có quạt trần nè, quạt treo tường nè, hệ thống đèn đồ đầy đủ hết. Ở sàn của nhà mình là kiên cố nha cô chú anh chị, đúc kiên cố nha. Đúc rất là kiên cố luôn. Cái này lên cô chú anh chị mình dậm thoải mái luôn. Mình ở 3 4 người, 5 6 người thoải mái nha cô chú anh chị. Ở đây á, tính ra cô chú anh chị mình có thể làm được 2 phòng ngủ nè, khu vực ở đây một phòng ra phía ban công và bên này sẽ là một phòng ha. Phía trước ngôi nhà mình có ban công nha. Đó, mấy cái nệm nha. Rồi tủ này là để lại cho cô chú anh chị mình hết nè, mấy cái tủ quần áo nè để lại hết ha. Phía trước là ban công của ngôi nhà mình đây. Cái ban công ở trước rồi, cái ban công này mình làm cái sào phơi đồ ở đây. Cửa này là cửa nhâm sinh pha nha, nhâm sinh pha. Cửa nhâm sinh pha ha. Ở bên trên là hệ thống đèn nè, để Ngũ Hoàng bật đèn cho cô chú anh chị mình. Ở đèn vẫn còn sử dụng tốt ha. Toàn bộ ngôi nhà mình là đèn, hệ thống đèn là sử dụng tốt hết nha cô chú anh chị. Ở đây là chủ xài 3 bóng đèn led 1 tiếp 2 lần. Ở bên này móc treo đồ nè. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0901796379 nha. Và nhớ bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú anh chị. Đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất. Nhà đang thuộc con hẻm 95/76 của đường chiến lược thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Thông ra cái con hẻm 482 của đường tỉnh Lộ 10 nha. Gần ngay chỗ chợ Cây Gia Xà luôn. Gần ngay chỗ chợ Cây Gia Xà luôn. Giáp ranh với lại quận 6 nha cô chú chị. Giáp ranh quận 6 ở ngay chỗ cái chợ ngay chỗ ngã tư Bà Hôm với lại An Du Vương. Ngay góc bánh bò bánh tiêu đó cô chú chị. Từ đây ra hồi đó thì mất khoảng cỡ chừng là 3 phút đi xe thôi. Rất là gần. Nhiều khi không tới 3 phút đi xe nữa. Thì đây, cái này là lầu 2 nè. Lầu 2 chủ đang ngăn vách nhôm nè. Nhôm kính rồi cô chú anh chị. Đó, này là ngăn vách nhôm kính ha. Chủ đang ngăn vách nhôm kính ở đây luôn. Cửa này là cửa kéo lùa cô chú anh chị ha. Đó, đẩy vô trong. Rồi mình sử dụng máy lạnh. Ở bên trong có một cái máy lạnh ha. Một cái máy lạnh hiện tại đang nằm ở bên này nè. Thì cô chủ tặng luôn nha.
Ở toàn bộ cái ngôi nhà này nội thất là chủ sẽ tặng toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn, không lấy đi một cái gì hết ha. Ở đường ống có dây dây mạng nè, chủ cũng đi sẵn hết rồi nè. Ở đường ống dây mạng ở đây. Ở đây là một phòng ngủ nè. Đó, máy lạnh nè, quạt treo tường nè cô chú anh chị, rồi ô cửa sổ có sẵn hết ha. Cái máy lạnh này là hiệu máy lạnh của hiệu Cooper nha cô chú anh chị. Máy lạnh là hiệu Cooper ha. Nói chung là mát lắm. Máy lạnh này xịn đó cô chú anh chị. Có inverter đàng hoàng luôn ha. Ở hệ thống đèn đồ đầy đủ hết cho cô chú anh chị. Ở đây có cái kệ nè. Cái này cô chú anh chị mình có tivi á, mình thiết kế mình để tivi ở đây. Để cái tivi ở đây nè ha. Ở thiết kế mình để cái đường ống mình để tivi ở đây. Nhà mình bề ngang là 2m1, chiều dài là 5m và nở hậu là gần 3m rưỡi nha cô chú anh chị, gần 3m rưỡi ha. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu, có thể làm được 4 phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt nha. Nhà đang có hướng chính là thuộc hướng đông ha. Nhà thì không có sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, nhà mình không có sổ hồng riêng, nhưng mà bù lại á mức giá chỉ 790 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Nhà có số nhà quận nè, rồi nếu mua bán thì mình ra văn phòng công chứng thừa phát lại mình lập vi bằng nha. Và được cái là ngôi nhà mình có kết cấu là một trệt hai lầu luôn ha. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này liên hệ với Hoàng ngay nha. Ở nhà thì chủ có tặng toàn bộ nội thất cho cô chú anh chị mình luôn, tặng toàn bộ luôn. Ở đây thì có hệ thống tủ nè, tủ quần áo nè. Đó, cái tủ quần áo này thì chủ để lại luôn nha, vẫn còn sử dụng bình thường nha cô chú anh chị. Đó, tủ quần áo này vẫn còn sử dụng bình thường. À, vẫn còn sử dụng tốt nha. À, vẫn còn sử dụng tốt nè. Đó, có này là có hệ thống tầng nè, một tầng nè, hai nè, ba bốn nè, bốn tầng. Ở đây là cái lối này mình đi ra ban công, khu vực ban công ở phía trước. Đó, cửa thì xài cửa nhôm sinh pha bốn hai cánh nè, cửa này cửa nhôm sinh pha hai cánh nha. Ở phía trước có lan can nè của chú chị, khu vực này là khu vực lan can bằng của mình nè. Ở ban công này, ban công ở đây ha. Ở bên trên thì có mái che nè, rất là mát nha cô chú anh chị. Hiện tại là Nguyễn Hoàng đang quay là buổi chiều nha. Ở hướng này là hướng đông, đang quay là buổi chiều nè. Ở hệ thống đèn là vẫn còn sử dụng là tốt nha cô chú anh chị. Hồi xưa ở đây là chủ làm cái trang thờ ở đây nè cô chú anh chị. Ở đây chủ làm cái trang thờ nè, chủ đó làm mấy cái hệ thống đó, nè, đóng lên nè. Đó, làm cái trang thờ ở đây. Ở có cái đèn nè. Đó, có hệ thống đèn nè cô chú anh chị thấy không? Hồi xưa làm trang thờ ở đây nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy cái kho cái nhan khói không? Nhan khói đốt lên nè, đốt lên nè. Ngô Hoàng xin nhắc lại là ngôi nhà mình hiện tại đang thuộc số 95 sạc 76 đường chiến lược thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình thông ra cái con hẻm 482 của đường tỉnh lộ 10, gần ngay chỗ chợ Cây Da Xà. Từ đây ra chợ Cây Da Xà mất 2 phút đi xe nha, rất là gần luôn cô chú chị. Ra quận 6 giáp ranh với lại quận 6 là ra ngay chỗ quận 6, ngay chỗ Bà Hôm với lại An Dương Vương là mất khoảng cỡ chừng là 3 phút đi xe thôi. Còn mình ra bên Tân Hòa Đông với lại Phan Anh á thì mất khoảng cỡ chừng là 4 đến 5 phút đi xe ha, rất là gần. Ở nhà thì một trệt hai lầu, bề ngang 2m1, chiều dài 5m, nở hậu là gần 3m rưỡi nha. Có thể làm được 4 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Hiện tại ngôi nhà này chủ sẽ tặng toàn bộ nội thất cho cô chú anh chị mình. Nhà đang có hướng chính là thuộc hướng đông ha. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm ngôi nhà này có thể liên hệ với Hoàng với số điện thoại 0901796379 nha. Và nhớ chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân mình chưa biết cái vị trí bất động sản này nha cô chú anh chị. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình share được nhiều video sớm nhất. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.